Ừ. con hỏi ngồi, ngồi thiền niệm hơi thở khi thở vô biết thở vô thì điều khiển hơi thở là tâm điều khiển và tâm ghi nhận hơi thở là tâm ghi nhận vậy thiền quán là ghi nhận vào lúc đó tâm ghi nhận thì làm sao mà thở được sư quý vị đã thực hành sai nha à, cái việc hành thiền dù là chỉ hay là quán thì toàn bộ đều không có chuyện điều khiển hơi thở mà nó chỉ đơn giản là theo dõi hơi thở thôi nha còn khi mà quý vị điều khiển hơi thở đó là quý vị thực hành sai dù cho quý vị đang thực hành thiện chỉ hay thiện quán thì nó cũng là sai ha thành ra cái điều kiện ngay từ đầu là quý vị đã thực hành sai rồi thì cái sau thì nó không cần phải nói nữa sư đưa ra một cái trường hợp như thế này nè để quý vị áp dụng cho nó dễ ví dụ như cái dòng nước cái dòng nước nó chảy quý vị theo dõi cái dòng nước quý vị biết là nó chảy thì trong cái sự biết nó chảy đó quý vị có cần phải điều khiển nó không? không cần hơi thở cũng vậy mình chỉ cần biết là có hơi thở thôi và những lúc chúng ta thất niệm hoặc là những lúc chúng ta ngủ chúng ta đâu có mất hơi thở đâu hơi thở vẫn còn đó tức là sao tức là sự thở không cần điều khiển thì nó vẫn cứ thở nó là một cái hoạt động tự nhiên Thành ra một cái điều kiện tiên quyết và tất yếu của người thực hành thiện hơi thở đó là gì? Anh không được điều khiển hơi thở. Và một điều nữa đó là nhiều người họ ham cái chuyện hành thiện hơi thở. Mà họ không biết được rằng cái phương pháp hành thiện hơi thở nó chỉ đơn giản là nổi tiếng thôi. Chứ nó không hề dễ dàng nhé việc hành thiền hơi thở không hề dễ dàng nhưng mà nó nổi tiếng bởi vì sao nó nổi tiếng bởi vì được nhiều người biết đến bây giờ đó các cái khóa thiền các vị thiền sư đề nghị quý vị theo dõi hơi thở hướng dẫn quý vị hành thiền hơi thở thì quý vị dễ biết à, quý vị biết rất là uh, không ít thì nhiều thì cũng nghe tới thì những người đăng ký khóa thiền nó sẽ rất là đông còn nếu như cái vị thiền sư đó, mà nói là bây giờ ta sẽ mở một cái khóa thiền uh, casino người ta sẽ hỏi là ủa ông ông đang nói cái gì vậy hoặc là nếu như vị này mở một khóa thiền uh, đề một tùy niệm phật thì người ta cũng sẽ không có tham gia bởi vì người ta không hiểu đây là cái lời chia sẻ của một vị thiền sư ở uh, ba ốc khi mà sư hỏi là tại sao mà cái việc hành thiền hơi thở vốn dĩ nó không hề dễ dàng mà các ngài lại hướng dẫn hành tiện hơi thở trong các khóa thiền mà lại không hướng dẫn các cái địa mục khác ví dụ như casino trắng vốn là nó dễ dàng hơn thì vị thiền sư trả lời với sư như vậy trong một cái trường hợp thân tình bởi vì nó nổi tiếng đơn giản như vậy thôi chứ nó không hề dễ dàng nhất là đặc biệt đối với người việt nam đặc biệt đối với người việt nam đã hành thiền hơi thở một cách sai lầm từ rất lâu rồi cho nên cái đề mục thiền hơi thở đặc biệt khó với người việt nam ở đây là sư chỉ cá biệt trong những người đã từng thực hành thiền hơi thở một cách sai lầm thì bây giờ cái việc quay trở lại thiền hơi thở đối với họ rất là khó bởi vì nó giống như là ngựa quen đường cũ họ phải thực hành một cái đề mục khác rồi khi họ thuần thục rồi đó họ nắm được cái khái niệm hơi thở họ quay trở lại cái đề mục hơi thở thì họ mới bỏ được cái thói quen điều điều khiển hơi thở